Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam cho ngài Samphon Sichalon, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Trong thời gian qua, hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt trong ngành công thương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm 2014, kim ngạch thương mại song phương tăng 14,2%, đạt 1,29 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2015, hai bên đã ký kết hiệp định thương mại song phương và hiệp định thương mại biên giới nhằm làm sâu sắc quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao những đóng góp quý báu của đồng chí đại sứ trong việc phát triển quan hệ thương mại, công nghiệp song phương Việt Nam và Lào trong thời gian qua. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ tháng 8 năm 2011 đến nay, Ngài đại sứ Sofon Sichalon đã luôn cố gắng mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai đảng chính phủ quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.